xã Phong Nẵm đó, Bến Tre, để đang bán giùm anh chủ nhà hai con bò luôn chú chị đó, một con bò, một con siêu. Rồi bây giờ em sẽ gửi hình ảnh và giá cả của hai bò này cho cô chú chị xem ha. Trước khi xem video của chú chị cho em xin một like, một đăng ký đó, để cho em có động lực em kiếm những con bò giá hợp lý cho cô chú anh chị mình mua về để phát triển kinh tế ha. Cô chú anh chị đó, con kem F1, nói chung là hai bò này là F1 không em cô chú anh chị. Nó xương nè, trước khi em ghi hình thì em có quan sát rồi, chân móng thì hoàn thiện, nó không có ốp xe xuống đúng ruột gì hết. Nó xương to, hai bò này móng thì móng sò đó, em lấy hết tướng mà lực lạc nè. Đây xe lưng, xe đầu đó, sai tích thì bò này nãy em ổng chiều cao là 1m18 đó. Lưng nè, lưng thì lưng đôi ha đó, thì đôi bự nè đó, xương sóc nè, thấy không đó, xương to đúng. Đây còn con siêu, con siêu này cũng mét khoảng mét mốt. Tại vì nói chung thì em cũng không phỏng với em đi về sáng em đắp qua em cũng quên em quay thước đó. Con siêu này là chân đứng đứng thẳng nè, cầm đứng thẳng ha, xương to đó rúng đó. Siêu đỏ, siêu này thì F1 luôn của chú chị đó, sái đầu. Đây xe lưng, lưng ha đó. Lưng nè, lưng thì lưng đôi ha đó. Qua bự chảng luôn đó. Rồi hai con bò này ảnh bán với giá là 38 triệu đó. Thì cô chú anh chị nào muốn mua cứ liên hệ số điện thoại em để trên màn hình đó. Còn muốn gặp ngay anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em sẽ nhắn tin số anh chủ nhà cho cô chú điện trực tiếp ha. Đó chưa, móng thì móng sò, xương to nè đó. Hai con bò này là F1 không, cái mẫu mình để nái cô chú anh chị. Nói chung thì em cũng bán giùm bà con thôi mà, thì con bò có sao em bán không vậy. Đây con này tướng nè, rỗng rảnh nè đó, thấy không. Thì anh nói giá này là chốt luôn rồi chú anh chị, thì trước khi ghi em cũng có thương lượng với ảnh rồi nè. Đây là chuồng trại của ảnh ha. Nói chung thì ảnh cũng hai bò này ảnh mua cũng hồi nhỏ đó, anh nuôi thì nay anh muốn chia lại cho cô chú anh chị nào mình muốn mua mình mua ha. Đó tại vì anh làm bánh phòng á cô chú anh chị, anh giờ anh muốn chiếc cặp bò này đó, kem lực lạc ha, tướng đá đó. Còn con siêu mỡ đỏ này anh ấy bán hết hai con nó bán cô chú anh chị. Qua bự nè, thấy không, cái dòng siêu này là cũng là em lên siêu nhiêu là bà con mua hết đó. Móng móng sò ha, nó cùm đứng thẳng nè, thấy chưa đó, đầu họ đỏ, móng đỏ, qua đỏ, thấy không. Mình thấy hai con bò này giá cũng hợp lý của chú anh chị đó, mình mua hai con về đang mình đi làm giống ha. Đó, lưng nè đó. Bò này khoảng 1m18, 1m2 anh nói bán hết hai con mới bán. Tướng tá nè đó, thấy không
Thì hai con này anh muốn bán với giá là 38 triệu. Giá này là chốt luôn rồi chú anh chị, không còn thương lượng nữa em. Thấy chưa? Đó, móng móng sò. Rồi thì hình ảnh và giá cả của hai con bò này em cũng có cập nhật cho cô chú anh chị rồi. Đó, bây giờ em xin kết thúc video em. Xin chào cô chú anh chị. Đó, siêu mỏ đỏ nè. Đó. Xương to ha, còn siêu này là em thấy xương to đó. Xương sóc chân nè, hết thăng luôn. Nói chung là hai con này là không con nào xương nhỏ cô chú anh chị. Rồi. Để tiếp tục cái video đang bán. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú anh chị hình ảnh của một con ba bê. Đó, với một con đực kem ha. Thì bò này nay được 5 tháng mấy tuổi nè. Rồi bây giờ em sẽ gửi hình ảnh về giá cả của hai bò này cho cô chú anh chị xem em. Đó, tức xem video của chú anh chị cho em xin một like và đăng ký. Đó. Thì trước khi ghi hình thì em cũng có quan sát hai bò này rồi. Móng thì móng sò, chân móng hoàn thiện nè. Đó. Chân thì không có ốp xe rồi xuống lún xuống ruột gì ha. Mới hết tướng rồi đó. Đây. Con này thì con ba bê. Đó. Con ba bê này thì lực lạc nè. Nó xương nè, xương sóc nè. Chân cẳng đứng thẳng, cùm đứng thẳng ha. Ngồi cái đít kìa. Tay đít nè. Đó. Cái tướng ta đít lực lạc không? Lưng thì lưng đôi. Đó. Tướng lực nè. Đây con kem. Đó. Thì hai bò này nãy em có đo chiều cao nó là hai con này 1m1. Đó, con nào cũng 1m1 cô chú anh chị. Đó, con kem thì dài đâu. Thấy không? Thùng dạo. Xương sóc mà. Đó. Thì cô chú anh chị nào muốn mua cứ liên hệ số điện thoại em để trên màn hình ha. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em sẽ nhắn tin số anh chủ nhà cho cô chú anh chị điện trực tiếp ha. Đây. Đấy, hấp tướng kem mà thấy chưa. Đó, thấy cũng tướng lực lạc ha. Tại vì nó còn bú thì nó còn mướt, còn bóng hơn mấy con bò ngắt sữa sớm hơn cô chú anh chị. Đó. Rồi báo giá trực tiếp luôn hai con bò này, anh muốn bán với giá là 47 triệu 500. Đó, nếu cô chú anh chị nào muốn mua đó, thì cứ liên hệ số điện thoại để trên màn hình ha. Đó. Chân móng hoàn thiện, bò này thì F1 không cô chú anh chị. Đây còn con ba bê này lực nè. Thấy không, cao 1m1. Đó, tướng tá lực lạc. Thì trước khi ghi hình thì em cũng có thương lượng giá với ảnh rồi. Đó, thấy không? Bà bê lông dao cũng dọn. Đó, nó đang rớt ba cái lông máu của chú chị. Nó rớt lông máu rồi nó bóc như vậy nè. Đó, thấy không? Em lấy xa đang bò ra nè. Đó. Cái dài trước nó còn lông máu á, nó dài lực không? Nó tướng lực lạc nè. Thì chiều cao nó là 1m1, hai con này nó bằng nhau luôn á. Em đo là chiều cao 1m1 hết á. Lưng thì lưng đôi ha. Đó. Tướng tá. Thì cô chú anh chị nào ưng nuôi bò này cứ liên hệ số điện thoại em để trên màn hình ha. Đó, lưng nè, thấy chưa, lưng thì lưng đôi nè, giò nó chưa đụng lông máu nè cô chú anh chị. Con kem, nó thấy kem không, tướng cũng lực lạc, ăn lưng đôi nè.
xương sóc thì to đó, thấy không đó. Rồi đôi bò này có giá là 47.500.000, thì giá này anh nói là chốt luôn nha cô chú chị đó. Cu giái chân cẳng ha, móng móng sò, không có ốp xe xuống rúng xuống ruột gì ha. Lấy hết tướng hàng bò nè đó, con này không mấy lực lạc ha đó. Thì hình ảnh về giá cả của hai con bò này em cũng có cập nhật cho cô chú chị rồi đó. Giờ em xin kết thúc video ha, xin chào cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị nào ưng nuôi bò này cứ liên hệ số điện thoại em để trong màn hình ha đó, thấy lực không đích nè. Rồi, xin chào cô chú anh chị.